Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp môn lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ thành đạo đến nhập Niết Bàn. Và xin được thông báo với lớp là cái bài soạn từ từ thầy sẽ soạn, soạn ra theo tinh thần của Phật học phổ thông và những câu hỏi và câu trả lời. Cái đó chắc hẹn bữa sau, tại vì dạo này cũng chưa có đủ thời gian. Hôm nay chúng ta tiếp tục buổi thứ hai và còn một buổi cuối cùng vào tuần sau. Thì chúng ta đã biết trong cuộc sống này đó, cổ nhân đã gói ghém trong một cái công thức. Công thức đó là sao ạ? Cuộc nhân thế như tuồng ảo mộng, chuỗi thời gian tờ bóng bạch câu, đời người chẳng có bao lâu, tử sinh là một nhịp cầu phải qua. Nghe buồn không? Cái kết cuộc của cổ nhân cho chúng ta thấy rằng cái sanh tử là cái nhịp cầu chúng ta phải qua. Mà khi chúng ta gẫm lại đó thì chúng ta cảm thấy cũng hơi lo. Khi mà cuộc đời mình được gói ghém vài câu, nghe nó thấm. Cuộc nhân thế như tuồng ảo mộng. Như vậy là trong cái cuộc sống này người ta cho rằng đây là ảo, đây là mộng, đây là giả, không thật. Như vậy là cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, tất cả những cái sự phấn đấu, tất cả sự phấn đấu cả đời của chúng ta là chúng ta phấn đấu cho những cái giả, những cái phù du. Trong khi chúng ta rất là vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nhưng mà rốt cuộc lại nó không ở với ta, nó không theo ta mà lại hại ta. Đó là một cái điều đáng buồn, đáng buồn cho cuộc đời trong quá trình phấn đấu, nhưng mà kết cuộc thì ngược lại. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sống theo sự dẫn dắt của cái tham, cái muốn. Vì vậy nó đưa đến cái kết quả khổ đời này và khổ đời sau. Thì chúng ta gẫm lại xem, chúng ta phấn đấu cho cuộc đời này vì cái gì? Thứ nhất là về tài thì cuối cùng nó cũng hết, về sắc cuối cùng nó cũng xong, danh thực thì tất cả đều là tạm thôi. Do đó nó cổ nhân mới đúc kết cho chúng ta để mà có cái sự tỉnh giác. Cuộc nhân thế như tuồng ảo mộng, mới đó thôi mà mấy mươi năm rồi, và ngày qua ngày cho đến ngày hôm nay, còn chuỗi thời gian tợ bóng mạch câu qua rất lẹ, đời người chẳng có bao lâu, tử sinh là một nhịp cầu phải qua. Khi chúng ta gẫm lại trên thế gian này thì không ai thoát khỏi tầng thần chết cả. Vua cũng chết, dân cũng chết, ăn xin cũng chết, tức là lớn, nhỏ, trai, gái, tất cả đều phải chết. Tìm khắp thế gian này không có ai trốn khỏi thần chết. Thì có một vị thiền sư á, nó cho chúng ta một hướng đi mà ông nói như thế này: sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh biệt nhất thôn. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, núi mòn biển cạn ngờ hết lối. Tức là chúng ta đi khắp thế gian này, dù cho tác cạn nước biển, đi mòn tất cả núi, chúng ta đi vòng hết cả thế gian này, ngờ không còn có lối thoát, bởi vì phải chết. Chạy đâu cũng chết hết. Núi mòn biển cạn ngờ hết lối, không còn lối nào hết. Nhưng mà không,
Thiền sư đã đưa cho chúng ta một cái nhìn mới, đó là liễu ám hoa minh biệt nhất thôn, hoa tươi liễu biết riêng một thôn. Thiền sư cho chúng ta biết rằng còn một cái thôn, cái thôn đó là cái thôn giác ngộ, nó có hoa tươi, nó có liễu biết khi trong tâm người đó có sự giác ngộ. Khi mà có sự giác ngộ thì ở nơi nào cũng là cõi tịnh, ở nơi nào cũng là niết bàn. Vì vậy đó mà cái thôn đó đó gọi là cái thôn giác ngộ. Mà điều này á là các thiền sư đã từng nếm trải và đã sống qua được cái đời sống như thế. Trong cái vô thường này nó vẫn còn cái chân thường. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận thấy khi dạo chơi bốn cửa thành là Ngài phải giải quyết ngay vấn đề sanh tử. Khi thấy cái người già và thấy người bệnh và thấy cái người chết thì Ngài mới ý thức rằng sau này Ngài sẽ bệnh, Ngài sẽ già và Ngài sẽ chết, nên xuất gia tầm đạo cho đến ngộ đạo thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nhận thức được và vượt thoát được, cho đó ngày hôm nay chúng ta mới có cái nguồn sửa pháp mà học, mà hiểu, để rồi mà tu. Khi chúng ta tu á, được thì đó đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ hết khổ. Bằng chứng hùng hồn là chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của ta. Thì cái sự khổ công của Đức Phật đã để lại cho chúng ta những bài học quý để chúng ta đi đúng. À, là chúng ta ôn lại là khi Đức Phật ngộ đạo rồi thì Đức Phật đã xác định trong mỗi chúng sinh có tính Phật. Trong mỗi chúng sinh đều có tính Phật. Và muốn thấy được tính Phật đó thì quay về với tự tánh của ta là xong. Mỗi người chúng ta có cái trí Bồ Đề, nhưng mà tại chúng ta thấy nó không thanh tịnh. Chúng ta có sự giải thoát, nhưng mà chúng ta thấy bị ràng buộc, là do bị phiền não, nhận thức không đúng. Vì vậy trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là tất cả pháp đều là Phật Pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Do chúng ta nhận thức không được. Vì sao chúng ta nhận thức không được? Là bởi vì chúng ta chưa tương ưng. Chúng ta nghe lời Phật dạy, lời Tổ dạy, nói đi nói lại những cái điều mà các ngài đã giác ngộ, nhưng mà chúng ta không trực nhận được, bởi vì cái tâm chúng ta chưa sẵn sàng. Ngày xưa chư Tổ chư Phật nghe qua là các ngài ngộ ngay, tại vì cái tâm đã sẵn sàng. Còn bây giờ chúng ta cái tâm nó còn nhiều phiền não, nó còn nhiều tham sân và si, nên nghe không có nhận được, mặc dù cũng là những cái lời của Phật Tổ xưa mà chúng ta nhận không nổi. Cũng như tất cả pháp đều là Phật Pháp, xung quanh ta đây đều là chân lý hiện hữu ngay trước mắt ta, nhưng mà chúng ta nhận không được. Nhận không được. Cũng như trước mắt chúng ta không gian này rất là màu nhiệm. Trong không gian này có người cũng có thể được thấy Phật, cũng có người thấy Quan Âm, cũng có người thấy ma, cũng có người thấy quỷ, cũng là không gian này. Nhưng mà do nghiệp lực ràng buộc, chúng ta không nhận ra được. Do cái từ trường không nhận ra được. Chứ ngay đây không có khác. Đã nói tất cả pháp đều là Phật Pháp thì chỗ nào cũng là Phật Pháp cả. Nhưng mà ta nhận không được.
Và địa ngục có thể ngay trước mắt ta đây, nhưng mà chúng ta không có cảm nhận được. Cũng như là Niết Bàn cũng ngay đây, nhưng mà chúng ta không cảm nhận được, là do bị nghiệp lực ràng buộc. Cũng như khi mà chúng ta thấy nước chỉ là nước, nhưng mà loài ngạ quỷ thấy nước đó là máu, là mủ. Nhưng mà tiên thì thấy nước đó là pha lê, là ngọc. Nhưng mà cá thì thấy nước đó là nhà cửa, vân vân. Cũng là một thứ nhưng mà do nghiệp lực ràng buộc thấy khác nhau. Cũng như chúng ta thấy là con dòi nó sống ở trong cảnh rất là dơ nhớt, nhưng mà bỏ nó ra cái môi trường đó là nó chết. Còn ta thì thấy khác, bởi vì cái nghiệp ta khác, nhưng mà nó là khác à. Vì vậy là Đức Phật dạy trong kinh là nhất thiết di tâm tạo, là do tâm chúng ta tạo, tùy theo nghiệp lực mà thấy khác nhau. Khi chúng ta đeo vào mắt mình một cái lăng kính màu nâu thì chúng ta thấy xung quanh là nâu không à? Màu trắng thì thấy là trắng không? Đó là cái kiến thức ta, cái kiến giải của ta, thấy cuộc đời có sai khác. Vì vậy có người cho rằng cuộc đời này rất là vui, rất là hạnh phúc, nhưng mà cũng có người cho rằng cuộc đời này rất là khổ đau, rất là đen tối. Đó là do tự mình cảm nhận, do tâm sinh. Chứ cuộc đời này nó không có đẹp, không có hạnh phúc, nó là như vậy, hay còn gọi là như thị. Nhưng mà do tâm ta phân biệt, rồi chúng ta khổ vui theo đó. Vì vậy đó, muốn được cái sự an lạc, sự giải thoát, một cái tâm giác ngộ, thì chúng ta phải sống với cái tâm không phân biệt. Cái đó rất khó. Mà nhà Phật được gọi là sống theo trí, chứ không phải sống theo thức. Thức tức là phân biệt cái tốt, cái xấu. Mà có tốt, có xấu, phải quấy, thì chúng ta sống theo nghiệp, thì phải thọ nghiệp. Thì thọ nghiệp nó có khổ và có vui. Còn cái người sống trong cái trí là sống trong không phân biệt, sống tùy duyên mà vui với đạo, thì cái người này gần với đạo. Đó là do cái lối sống của ta. Vì vậy đó, ngày xưa đó mà khi Đức Phật ngộ đạo rồi, cái người nào có cơ duyên gặp Phật là người đó sẽ chứng thánh à. Chúng ta đọc những cái Phật sử thì chúng ta thấy rất là ham. Hễ cái người nào quy y với Phật là thời gian là chứng A-la-hán. Thì sau khi Đức Phật ngộ đạo và cái buổi thuyết pháp đầu tiên như chúng ta biết đó là Giường Lộc Quyển, phải không à? Thuyết pháp tứ đế, độ năm anh em Kiều Trần Như, chứng quả liền, sướng dễ sợ. Hễ gặp Phật là quy y Phật là chứng quả. Mà nhiều, thiệt là nhiều á, mà cư sĩ cũng vậy. Tại vì cái thời đó người ta gọi là thời chánh pháp. Chánh pháp tức là cái thời đó cái tâm của người ta chân chánh, hay còn gọi là chân chất. Thành ra đó là người ta dễ nhận ra được lắm. Cái tâm người ta không có nhại, thuần. Còn cái thời kỳ thứ hai được gọi là tượng pháp, tức là giống giống như chánh chứ không phải là tượng, không phải là chánh. Rồi sau này mới gọi là mạt pháp. Và chúng ta cũng phải hiểu thêm theo tinh thần của Đại Thừa đó, trong mỗi con người ta cũng có mạt pháp, cũng có tượng pháp và cũng có chánh pháp. Trong tâm ta đó mà nghĩ nhiều về cái điều xấu, điều ác, điều quấy, đó là mạt pháp. Còn trong tâm ta có điều thiện, có điều ác, đó là chúng ta đang sống trong thời kỳ tượng pháp. Còn tâm của chúng ta luôn chánh, chánh tức là luôn luôn có chánh niệm, đó là chúng ta đang sống trong thời kỳ chánh pháp. Mà ai mà sống trong thời kỳ chánh pháp thì người đó an lạc đời này và đời sau. Vậy thôi, là do tâm ta tạo. Do đó chúng ta thấy rằng trên thế gian này có hơn 8 tỷ người, nhưng mà không gương mặt người nào giống người nào, là bởi vì tâm khác nhau. Tâm nó sanh tướng,
tâm khác nhau nên tướng khác nhau. Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, mà hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Tướng vô tâm sanh mà tướng vô tâm diệt. Vì vậy người ta nhìn tướng mình, người ta biết có thể là trong tâm mình như thế nào, có phước hay là không có phước. Vì vậy chúng ta nhìn trong lớp này không có gương mặt nào giống gương mặt nào cả, cũng là con người với nhau, là do tâm sinh. Và sau này cái cảnh giới của chúng ta thọ sanh cũng do tâm chúng ta sanh. Vì vậy đó, đạo Phật đặt nặng cái cận tử nghiệp, đó là cái nghiệp cuối cùng, cái nghiệp sắp ra đi. Hễ mà cái tâm thiện là đi vào thế giới lành ngay. Tâm nó quyết định. Mà các vị biết cái vận tốc của tâm thức của mình nó nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Giờ các vị nghĩ bên Mỹ đó, cái cảnh nào các vị biết là cái cảnh bên Mỹ nó ngay trong đầu ta ngay. Nghĩ về nhà là ngay trong đầu ta ngay. Tức là không có khoảng cách. Bây giờ chúng ta thấy cái mặt trời á, mặt trời mà để đo nó là xuống tới trái đất mình là biết bao nhiêu năm ánh sáng. Nhưng mà chúng ta nhìn một cái là cái mặt trời nó ngay trong tâm thức mình nó có rồi. Nó lẹ dữ lắm. Mặt trời, mặt trăng chúng ta nhìn là nó có phản ảnh ngay trong đầu ta. Cái vận tốc là tới ngay, chứ không cần phải đo bao nhiêu năm ánh sáng mới tới. Thành ra cái vận tốc của tâm thức mình nó ghê gớm lắm. Vì vậy chúng ta không lạ gì khi mà chúng ta nhất tâm niệm Phật thì Phật rước. Tại vì nhất tâm tức là không có hai. Mà chúng ta chuyên chú vào một cái điểm đó thì cái năng lực nó lớn khủng khiếp lắm, không có nắm bắt được. Thành ra cái vận tốc của tâm thức mình đó lớn vô cùng tận. Đường đi nước bước rất là lẹ. Vì vậy chúng ta khó kiểm soát. Khó kiểm soát. Vì vậy đó thì nó đưa ra những cái pháp tu mà không khéo đó thì dễ bị tẩu quả nhập ma. Là bởi vì cái mức độ chuyển biến của tâm thức rất lớn, rồi chúng ta không chủ động được. Khi mà chúng ta ngồi thiền hoặc là trì chú hoặc là niệm Phật mà chúng ta quán tưởng, có thể là thấy những cảnh này cảnh kia, nếu mà cái tâm chúng ta chụp những cái cảnh đó, bắt những cảnh đó, trụ vào những cảnh đó, là chúng ta dễ bị tẩu quả nhập ma. Hoặc là khi chúng ta có một cái năng lượng nào ở bên ngoài vậy rồi đó, khi mà trở về đó thì cái tâm thức nó khác thường, thì cái thân của chúng ta chịu không nổi cái tâm thức đó. Thành ra một con người á, thành ra gần là có hai người ba người trong đó, lúc nói điều này lúc nói điều kia, bởi vì cái thân nó câu thúc chịu không nổi. Cái tâm mình bắt cái cảnh bên ngoài, mình học hỏi, mình gia dạng tiếp xúc, rồi mình sống theo cái một cái thế giới mà mình cảm nhận trong tu thiền hoặc là tu tịnh hoặc là trì chú mà quán tưởng, rồi chấp vô đó, chấp cái hiểu biết đó, cái về nhập vậy cái thân của mình nói ra những cái điều mà cái người xung quanh mình không ai hiểu được, mà chỉ có mình hiểu rồi cho mình điên. Tại vì cái lực của cái tâm thức nó khác đi, nó chuyển biến đi. Vì vậy đó, những người mà tu về quán đó là phải cẩn thận dữ lắm. Ở đây có chia sẻ với đạo tràng chúng ta luôn, khi mà chúng ta tu thiền hay là tu tịnh tu mật gì đúng theo tinh thần đạo Phật thì phải vô ngã. Các vị lưu ý, sau này tu bất cứ cái pháp thiền nào hay là trì chú nào hay là niệm Phật thì phải có cái tâm vô ngã, tức là không có đắc, không có được. Bởi vì Phật á, khi ngộ đạo đã xác định mình có cái tánh Phật rồi, nếu mình được là dư. Mà làm sao người tu của mình là khôi phục lại cái có sẵn. Ở trong quặng nó vốn đã có vàng, bây giờ chúng ta chắt lọc ra là lấy vàng ra xài thôi. Mà hễ trong quặng nó có vàng á, thì chúng ta chắt lọc nó sẽ có. Còn nếu như ở trong quặng mà không có vàng đó thì chúng ta chắc lọc hay là lóng gì đó ngàn đời nó cũng không bao giờ có vàng. Bởi vì trong quặng nó không có vàng thì làm cái kiểu nào cũng không bao giờ có ra vàng.
Dù chúng ta nấu cát mà 1 tỷ năm cũng không có vàng, nếu trong quặng nó không có vàng. Còn nếu mà trong quặng nó có vàng rồi thì chúng ta có khả năng làm cho cái chất vàng nó lộ ra và xài. Thì Đức Phật đã xác định rồi, chúng ta có cái tánh Phật nó sẵn, tu là để khôi phục lại đó thôi. Như vậy là tu không có đắc. Đắc tức là được, mà được là dư. Vì vậy các vị nào sau này có tu nhớ là tu để cái tâm mình thật thanh tịnh thôi, thì cái tánh Phật nó hiện ra chắc chắn không bị tẩu quả nhập ma. Bởi vì ma nó nhập được là do cái tâm ham muốn của mình, có thần thông ham muốn cái điều lạ thì nó sẽ nhập. Chắc ăn là cứ để cái tâm thật là thanh tịnh là chắc chắn không có bị tẩu quả nhập ma. Mà cái dùng danh từ chuyên môn gọi là vô sở đắc, có sẵn rồi. Mà nhà thiền nói còn cao hơn nữa, khi chúng ta đã có rồi mà có nữa, tức là đầu thượng đầu là không có được. Vì vậy khi chúng ta tu á, theo tinh thần đạo Phật nó khác với đạo khác, là ở chỗ vô ngã. Hễ còn ngã là còn luân hồi. Vì vậy chúng ta niệm Phật cứ niệm hoài chừng nào thanh tịnh thôi, đừng có để ý. Ví dụ mình nói niệm Phật nhất tâm mà mình biết nhất tâm nữa thì nó không phải là nhất tâm. Mà khi muốn niệm Phật tâm muội đó thì mình niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Niệm chừng nào mà tự động. Tự động tức là cái câu niệm Phật tự mất, thì đó gọi là định hay còn gọi là nhất tâm. Giờ chút này chúng ta đừng có cầu gì hết trơn á, đừng có cầu sanh cõi tịnh gì hết á. Cái đó tâm tịnh là Phật độ tịnh à, chứ không có cần phải cầu. Bởi vì khi đó tâm mình còn cầu thì nó không bao giờ được được nhất tâm. Mình cầu sao nhất tâm được, mà niệm Phật đến nhất tâm mà còn cầu thì không có được. Do đó chúng ta nguyện sanh về đó rồi chúng ta tu. Tu cứ niệm suốt thôi, chừng nào mà nó quên thôi à, đến giai đoạn mà gọi là 24/24 đó, tức là câu niệm Phật tự mất, được gọi là niệm Phật tâm muội. Lúc này các vị không muốn giảng sanh nó cũng giảng sanh, tại vì tâm tịnh là Phật độ tịnh. Vô cấu vô u, đó là chân cực lạc. Bất cấu bất tịnh là thị tây phương. Nó cũng chỉ cho cái tâm ta chứ không khác. Vì vậy đối với đạo Phật á, tu dễ nhưng mà khó, do chúng ta biết. Như vậy khi mà Đức Phật thành đạo á, chỉ cần Đức Phật xác định cho chúng ta một cái điều mạnh mẽ là mỗi người có tánh Phật là chúng ta thấy ngon lành rồi. Như vậy là chúng ta tu á, là tu tâm là vậy. Mà các vị biết cái dù niệm Phật, trì chú hay tham thiền, tất cả đều quay về nhất tâm. Quay về nhất tâm. Do đó khi trong cuộc sống ta cái tâm chúng ta ít dao động thì cái người đó gần với đạo. Thì trong cuộc đời của Đức Phật khi ngộ đạo rồi, đầu tiên là đến giường Lộc Uyển thuyết pháp tứ đế, độ 5 anh em Kiều Trần Như. Thì pháp tứ đế thì các vị từ từ học. Thì thứ nhất là khổ đế, thứ hai là tập đế, thứ ba là diệt đế, và thứ tư là đạo đế. Những danh từ này chúng ta đã hiểu rồi. Và muốn thành thanh văn thì phải học pháp này. Và bây giờ để nói cái tổng quan, Đức Phật xác định mỗi người chúng ta có cái tánh Phật. Nhưng mà muốn cái tánh Phật đó hiện ra thì phải đủ tiêu chuẩn của nó. Phải đủ tiêu chuẩn. Cũng như Đức Phật dạy cái pháp tứ đế, ai mà tu đúng theo cái pháp tứ đế đó thì trong tâm của chúng ta cảm ứng được, thích ứng được cái quả vị A-la-hán. Rồi sau này các vị mới nghe thêm Đức Phật dạy về lục độ ba la mật đó. Ai mà thực hiện được thành tựu cái pháp lục độ ba la mật này, người đó trong tâm mình sẽ thể hiện ra cái tính của một vị Bồ Tát. Mặc dù trong tâm có sẵn nhưng mà mình phải tương ưng. Chúng phải nói thành Phật là ai cũng thành Phật được.
Rồi á, chúng ta muốn thành viên giác đó thì trong tâm chúng ta phải tin lời Phật dạy mà tu theo thập vị nhân duyên thì sẽ thành Bích Chi Phật. Mặc dù trong tâm ta có Phật, nhưng mà do cái tu á, nó từng bước nó hiện ra. Thành ra các vị đây là Phật tử mà giữ ngũ giới, giữ ngũ giới mà là cái nhân để kiếp sau chúng ta làm người trở lại. Chỉ làm người thôi, mặc dù là có tính Phật, có tính Bồ Tát, có tính của A-la-hán, mà không những vậy mà chúng ta có cái tính địa ngục trong đó nữa. Mặc dù có tính Phật, nhưng mà cái ta, chúng ta làm ba nghiệp thân khẩu ý làm ác thì chúng ta dẫn đọa vào địa ngục và ngạ quỷ súc sinh. Vì vậy chúng ta đừng có lầm lời Phật dạy. Phật dạy là chúng ta có sẵn, nhưng mà nó sẽ chuyển biến theo tùy theo nghiệp. Nếu mà chúng ta làm ác của thân khẩu ý thì rơi vào địa ngục, mấy ngàn năm, mấy triệu năm phải đau khổ. Còn nếu mà tham lam bỏng sáng thì cái tâm mình nó sẽ hiện ra cảnh ngạ quỷ, mấy nghìn năm đói khát, không có cái ăn cái mặc. Nếu mà chúng ta sát sanh nhiều quá thì chúng ta đọa vào đường súc sinh. Nhưng mà dù đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhưng mà vẫn còn cái tính Phật ở trong đó. Khi trả hết nghiệp tu thì từng bước đi lên à, lên đến giai đoạn cuối cùng đó là thành Phật. Như vậy đó thì chúng ta thấy cái bản đồ á, các chùa hay treo đó có cái chữ tâm. Chữ tâm nó sanh ra 10 pháp giới. Thấp nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, không? Rồi A-la-hán, rồi duyên giác, rồi Phật. Là 10 pháp giới trong cái chữ tâm nó biến hiện ra. Là trong ta có đủ 10 cái này. Như vậy cái người nào mà tu cái nào thì ra cái nấy. Nếu chúng ta tu pháp Bồ Tát thì lục độ ba la mật, còn nếu tu theo pháp tổ thì tu theo thiền tông thì thành cái pháp tổ. Cái pháp tổ là cái pháp trực tiếp, còn cái pháp Bồ Tát là cái pháp gián tiếp. Ví dụ vậy, là chúng ta tu cái pháp nào thì nó sẽ ra cái pháp nấy. Nó phải tương ưng, tương ưng. Cũng như chúng ta bắt cái tivi á, ha, tivi mà chúng ta bắt đúng kênh á, đúng tần số là nó ra hình ra tiếng ngay. Còn nếu mà bắt không đúng kênh, không đúng thì bắt hoài nó không có ra hình, không ra tiếng. Nó phải tương ứng mới được. Thì trong cái thế giới bao la này có đầy đủ 10 cảnh giới đó. Và chúng ta ngồi đây cũng đầy đủ hết. Nhưng mà cái tâm thức của chúng ta là chưa tương ứng, chưa tương ứng theo những cái cảnh giới cao. Do đó cái người nào mà niệm Phật nhiều hay là niệm Quan Âm nhiều thì tự nhiên thấy Quan Âm, tại vì nó tương ứng. Còn cái người nào mà sợ ma quá thì cũng có thể thấy ma, là do tâm chúng ta mời gọi. Do ta à. Vì vậy đó, cái cuộc sống của ta là do ta quyết định đi theo hướng nào. Vì vậy đó thì Đức Phật khi mà ngộ đạo rồi, Ngài tùy theo cái căn cơ của chúng sinh mà nói pháp. Nhưng mà mới ngộ đạo rồi Đức Phật là muốn nhập diệt, chứ Ngài không có muốn giảng, bởi vì dạy gì hết. Bởi vì cái ngộ của Ngài quá cao siêu, Ngài muốn nhập diệt. Nhưng mà sao được chư thiên mời thỉnh và nghĩ đến cái phương tiện của chư Phật ba đời đó, thành ra mới lập ba thừa. Lúc đó Đức Phật mới hạ xuống giảng ba thừa: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Chứ Đức Phật không có nói Phật thừa trong kinh Pháp Hoa. Nhưng mà cuối cùng thì phải nói cái nhất thừa mới đúng với bản hoài của chư Phật ra đời. Vì vậy đó Đức Phật tùy theo tùy theo cái hoàn cảnh mà Đức Phật nói. Do đó suốt 49 năm Đức Phật hạ thấp xuống, dùng xe dê, xe hưu, xe nai à, cái người nào á, Đức Phật dạy cái pháp thập nhị nhân duyên để độ những cái người duyên giác, dùng cái pháp tứ đế để độ những cái người tu A-la-hán, dùng cái pháp Bồ-Tát để độ những cái người lục độ Ba-la-mật để độ những Bồ-Tát. Và cuối cùng Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, Đức Phật trịnh trọng tuyên bố: Thập phương thế giới trung
Di hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thiết. Đức Phật mới xác định lại trong cõi nước mười phương chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện thuyết. Như vậy đó là Đức Phật hay là chư Phật ra đời chỉ có một nhân duyên lớn nhất là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là cái bản hoài của chư Phật, tức là chỉ nơi chúng sinh có cái tính Phật sẵn. Nhưng mà sợ chúng sinh không có tin, nó mới lập ra phương tiện là nói ba thừa thinh văn duyên giác và Bồ Tát. Nhưng mà cuối cùng ở núi Cây Sèo Quật thì Đức Phật mới xác định lại chỉ có nhất thừa mới xong, còn tất cả các khác là quá thành, không phải thật. Nói vậy thì nó hơi cao, mà muốn cái ngộ của Phật mà muốn nói ra không có nói được. Thành ra Đức Phật phải hạ xuống thinh văn duyên giác và Bồ Tát. Nhưng mà cuối cùng á, khi mà sắp nhập diệt á, Đức Phật quán thấy cơ của chúng sinh á, thuần thục rồi, thì lúc này Đức Phật mới dạy cái pháp trực tiếp. Thì một hôm trên hội Linh Sơn, Đức Phật cầm hoa sen đưa lên, thì cả chúng hội đều ngơ ngác, trong đó chỉ có Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Thì lúc này Đức Phật mới xác định rằng ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, nay truyền cho Ma Ha Ca Diếp. Đó, lúc đó Đức Phật mới truyền cái chánh pháp xuống cho ngài Ca Diếp, làm vị tổ của thiền tông, được gọi là sơ tổ. Lúc này Đức Phật mới dạy cái pháp trực tiếp là không qua ngôn ngữ, mà chỉ cầm cái hoa sen đưa lên thôi. Tại vì á, cái ngôn ngữ không thể nói ra chân lý được. Mà suốt 49 năm rồi á, Đức Phật phải phương tiện nói pháp này pháp kia để dụ dẫn chúng sinh. Đó, cuối cùng đã hội đủ trên pháp hội Linh Sơn, Đức Phật chỉ đưa quả sen lên thôi thì Ca Diếp ngộ. Cái đó gọi là pháp trực tiếp. Và Đức Phật đã trịnh trọng tuyên bố mà, chánh pháp nhãn tạng này trao cho Ca Diếp. Do đó đạo Phật dễ mà khó, bởi vì chân lý không thể nói. Nên cầm cái quả sen, chúng ta thấy có những cái tượng Phật mà Đức Phật cầm quả sen, đó là biểu tượng đó. Đức Phật biểu thị cái chân lý của đạo Phật. Chân lý nó không có nói được, gọi là chân lý chân đế. Còn tất cả những lời nói của Phật trong Tam Tạng Kinh Điển, cái đó là chân lý tục đế, chứ không phải là chân lý chân đế. Tất cả lời nói của Phật trong Kinh đều giả. Nói vậy chúng ta nghe kỳ, nhưng mà theo tinh thần của đạo Phật thì tất cả những lời nói của Phật trong Tam Tạng Kinh Điển đó là giả, không phải thật. Mà Đức Phật đã xác định đó là cái ngón tay để chỉ mặt trăng, đó là cái phương tiện để qua bờ bên kia. Thì một hôm Đức Phật nói rằng, lấy ngón tay chỉ lên mặt trăng, này các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, hãy nhìn theo ngón tay ta mà thấy trăng, nhưng nên nhớ ngón tay của ta không phải là trăng. Tất cả những lời dạy của ta đó là cái phương tiện, đó là ngón tay. Nương vào ngón tay đó mà tu thì được, chấp vào ngón tay đó là sai. Do đó đạo Phật khó là chỗ đó. Tất cả lời nói của Phật là phương tiện thôi, mà cái đó cũng được gọi là chân lý, nhưng mà chân lý tục đế, tức là chân lý có nói được, có suy nghĩ được, thì không phải là tuyệt đối. Thành ra chân lý có hai ví dụ như thế này. Đức Phật nói cái câu là có sanh là phải có tử, có hợp là phải có tan, có nam là phải có nữ, không? Có sống là phải có chết, có phải là phải có quấy, có âm là phải có dương. Đó là chân lý. Mà chân lý đó là chân lý của thế gian, chân lý quy ước, chứ không phải chân lý tuyệt đối. Bởi vì có hai, nam nữ là hai, âm dương là hai, mà nó khẳng định nó là như vậy, không có sai. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ được, thì đó là chân lý tương đối của thế gian thôi, gọi là chân lý tục đế. Còn cái chân lý chân đế đó là cái, đó là cái chân lý của Phật Pháp. Đó là không có nói được, đó chỉ ngộ thôi. Nó hơi khó chỗ đó.
Do đó cái người tu theo đạo Phật là nương vào chân lý túc đế, tức là những lời dạy của Phật trong kinh, để thấy chân lý chân đế là nơi tự tâm của mọi người. Nó hơi khó chút ha. Tất cả mình nương vào kinh điển của Phật cho đó là để đi đến cái chân lý chân đế là nơi mọi người mình có. Mà đạo Phật nói nhiều khi chúng ta thấy nghiệm lại thấy rất hay. Tất cả lời của Phật nói, của Thánh nói và tất cả hiền triết nói, tất cả đó cũng không ngoài tâm thức của ta. Không ngoài tâm thức của ta. Sao kỳ vậy? Những cái điều gì chúng ta nghe cái tôn giáo này, tôn giáo kia, triết học này, triết học kia mà chúng ta thấy nó hay á, là tại vì trong tâm chúng ta có cái điều đó nhiều thôi. Bởi vì Đức Phật nói rằng mỗi người mình có cái tánh Phật, mà cái tánh Phật thì đâu có thiếu. Phải không ạ? Cái tánh Phật là thần thông, năng lực, diệu dụng đều đầy hết, không có thiếu một cái miếng nào hết á. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa có lột ra hết để xài, chứ nó có sẵn. Do đó những lời bậc thánh nói trong kinh này kinh kia chúng ta thấy hợp lý nhiều hoặc ít là do chúng tâm chúng ta cảm ứng cái điều đó nhiều hay ít. Do đó nói một cách nợ thẳng thừng, chúng ta cái người chân tu, chân học, chân hành là chúng ta học ông Phật của chính mình, tu ông Phật của chính mình, ngộ ông Phật của chính mình thì mình mới là cái giải thoát hoàn toàn. Tại vì ông Phật của mình nó có sẵn rồi, mà ông Phật mình đâu có thua ai, phải không à? Nhưng mà chúng sinh thì chấp tướng, thành ra phải nương ông Phật bên ngoài để thấy ông Phật bên trong. Thành ra chúng ta tụng kinh cho nhiều rồi cuối cùng phải tự quy y Phật, và phải tự quy y Pháp, và tự quy y Tăng. Cái đó mới là chân chánh quy y. Tự quy y Phật của chính mình là quy y cái tính giác của chính mình. Tự quy Pháp là quy y cái tính bình đẳng của nơi mỗi chúng sinh. Tự quy Tăng là quy y cái tính thanh tịnh nơi mỗi chúng sinh. Tính thanh tịnh, cái tính bình đẳng hay là cái tính giác, ba nhưng mà nó là một. Đó là ông Phật của ta. Do đó cái người mà quy y chân chánh là quy y cho chính mình, ông Phật của chính mình. Như vậy đó gọi là tam bảo tự tánh. Nương vào cái tam bảo thế gian, tức là Phật, Pháp, Tăng ở thế gian, phải không? Để tu trở về cái tam bảo của tự tính. Đó là cái người chân chánh quy tam bảo. Mà tam bảo tự tánh là gì? Là Phật tánh của mỗi chúng sinh, là ta đó. Do đó chúng ta cái người học chân chánh là học chính mình. Tu cho ta là tu ở chính mình. Đó là chân chánh. Còn chúng ta học ông Phật bên ngoài là cái ban đầu. Chúng ta nương cái pháp của Phật nói bên ngoài á, đó là ban đầu. Chúng ta nương với chư Tăng á, là ban đầu. Ngộ là nơi tâm mình, chứ không phải ông thầy đó, chứ không phải ông Phật ngồi đó. Ngộ là ông Phật tâm tâm mình thì mình mới hết khổ. Chính ông Phật trong tâm mình mới làm cho mình hết khổ đời này đời kia, chứ ông Phật bên ngoài chỉ tạm thôi. Mà nương bên ngoài để thấy ở bên trong đó. Mà chúng sinh chấp tướng là vậy đó. Phải có cái hình thức thì mới chịu. Nhưng mà cái người mà chân chánh quy y rồi hay là tu rồi thì làm sao trở về cái tự tánh của mình, đó là cái người chân chánh tu Phật. Bởi vì ngoài tâm mà tu thành Phật, đó là ngoại đạo. Nhắc lại, đâu có ngoài tâm mình. Bởi vì trong tâm mình đã có 10 pháp giới, mà cái tu cao nhất của mình là cái pháp giới Phật nó hiện ra, đâu có ngoài. Thấy không à? Như vậy chúng ta xác định cái con đường tu của mình rất rõ ràng. Đây là lời Phật dạy mà Phật đã ngộ được, chứ không phải là con người khác. Do đó đó, Đức Phật khi ngộ đạo rồi á, vì cái phương tiện mới giảng cái pháp gọi là Tứ Diệu Đế độ cho năm anh em Kiều Trần Như. Và cái lúc này tam bảo được hình thành,
Pháp Tứ Đế là Pháp, Đức Phật là Phật, và năm anh em Kiều Trần Như là Tăng, là Phật Pháp Tăng được hình thành, tức là lúc này Tam Bảo được hình thành. Và cả quãng đời của Đức Phật 49 năm thuyết pháp theo tinh thần Phật giáo Bắc Truyền, và 45 năm thuyết pháp với tinh thần Phật giáo Nam Truyền. Cái này chúng ta không cần phải đặt nặng lắm. Ta đặt nặng ở vấn đề là chúng ta tu gì được khi Đức Phật dạy. Mà cái điều mà Phật nói đó, sau này chư tổ đều lặp lại giống như vậy. Mà cái ngộ đó là chúng ta thấy Đức Phật phát biểu mà khi là ngày ngộ, lạ thay. Cái từ lạ thay là cái sự ngạc nhiên. Tại vì ngày xưa giờ Đức Phật cũng có tu theo hai ông thầy nổi tiếng thời đó, đạt đến cõi trời Phi Tưởng Xứ và Phi Phi Tưởng Xứ. Ngày ngày bỏ, ngày mới tu thiền và ngày ngộ đạo. Ngày ngộ đạo ngày nói lạ thay. Ta thấy tất cả chúng sinh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai, mà bởi vì do vọng tưởng vô minh chấp trước và chẳng chứng đắc. Thì sau này á, truyền cái chánh pháp cho Ngài Ca Diếp xong rồi truyền đến cho chư tổ. Chư tổ sẽ nhận cái chánh pháp nhãn tạng qua cái pháp ấn mà chúng ta biết, qua 33 vị tổ ấn qua. Thì vị tổ cuối cùng được gọi là lục tổ huệ năng. Mà lục tổ huệ năng mà khi ngộ đạo kinh Kim Cang á, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó, thì Ngài cũng thố lộ giống như Phật. Giống như Phật là sao? Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động, đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp, vân vân. Đâu ngờ năm cái như vậy. Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Cái chữ đâu ngờ đây là biểu hiện một cái sự ngạc nhiên, nó có sẵn rồi. Mà chúng ta thấy một cái hình ảnh rất hay để đại diện cho cuộc sống của ta ngày hôm nay. Đó là hình ảnh hai chú tiểu. Một ông nhìn ra ở phía ngoài á, trên cái cột cờ á, phất qua phất lại, thì một ông nói rằng phướng động. Cái lá phướng nó lắc qua lắc lại, nói phướng động. Thì ông tiểu kia ông cãi, gió động chứ không phải phướng động. Hai ông cãi nhau. Thì lúc đó lục tổ huệ năng nói, và không phải phướng động mà cũng chẳng phải gió động, mà do tâm nhân giả động. Nghe hay vô cùng không? Cuộc đời này không phải hạnh phúc hay là khổ đau mà do tâm mình động, tâm sinh. Đó là đại diện cho cái cuộc sống ngày hôm nay của ta đó. Chúng ta cho cuộc đời này nó khổ đau quá, nhưng mà có người không phải, cuộc đời này nó vui lắm. À, đó là do tâm ta động. Chứ cuộc đời nó là như thị. Mà chúng ta nhìn theo cái nghiệp lực, ta nhìn theo cái nhìn của một chúng sinh là một kiếp người, chứ chúng ta không nhìn theo cái nhìn lớn được. Nhưng thù thắng ở kiếp người đó là chúng ta nương vào cái ngộ của Phật, của Tổ, của Bồ Tát để chúng ta hướng tới. Đó là cơ hội của ta. Ví dụ con chó thì nó bị nghiệp lực của con chó thôi, nó không có tiến lên được. Còn chúng ta là cái tri thức của con người là chúng ta biết rồi, nhưng mà chúng ta có cơ hội học cái tri thức của cái phong cách của Tổ, phong cách của Phật, phong cách của Bồ Tát để chúng ta hướng tới. Đó là thù thắng ở kiếp người ở đó. Tức là chúng ta nhìn thấu suốt được những kiếp sống khác, chứ kiếp khác không nhìn được. Do đó đó, chư Phật á, muốn thành Phật thì xuống thế gian này tu sẽ thành Phật. Cũng như chúng ta hôm nay là làm được kiếp người nè, thì chúng ta học được cái pháp của Thinh Văn là để làm A-la-hán. Chúng ta biết được cái pháp đó. Chúng ta học được lục độ ba la mật là chúng ta biết được cái pháp của làm ông Bồ Tát. Nếu ông Bồ Tát là phải làm vậy đó. Nhưng mà loài súc sinh nó không học được cái đó. Atula cũng không học được cái đó. Chỉ có thù thắng ở kiếp người chúng ta mới có thể là nhìn cái kiếp cao hơn, nhìn cái kiếp thấp hơn để mà phấn đấu tu tập. Nó được cái đó. Do đó ngày hôm nay á, chúng ta có những cái chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta hiểu đó là cái ngộ của Phật chứ không phải của ta. Đừng có chấp cái đó. Có người á, học được ví dụ như chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
cho rằng thân tâm cho là không, cuộc đời này không không, không có cái gì hết á. Nhưng mà cái đó là cái ngộ của Bồ Tát. Rồi mình chấp không không, không làm gì hết, đó mình sống ảo. Trong khi mình còn đủ thứ tham sân si mà nói không cái gì, đó là chúng ta bị ảo, không phải. Chúng ta có cơ hội đọc kinh, à, đó là cái cơ hội ta. Nhưng mà phải tu mới được cái đó. Do đó khi mà chúng ta đọc cái Bát Nhã đó, được gọi là văn tự Bát Nhã. Mà đọc cái văn tự của Bát Nhã ta hiểu rồi, chúng ta phải tu tiếp theo gọi là quán chiếu Bát Nhã. Chúng ta quán cái thân này là không, tâm này không, quán rất là kỹ, rất là lâu, rồi sau đó mới chứng gọi là thật tướng Bát Nhã. Thì lúc đó thân tâm mới là không, thì lúc mà độ tất cả khổ ách. Chứ bây giờ chúng ta đọc như vậy chứ chúng ta vẫn còn đủ hết á, tại vì chúng ta chỉ nghe trên văn tự thôi. Chúng ta phải hiểu đó, đừng có lầm. Do đó chúng ta có cơ hội mà học cái giáo lý của Phật về hạnh Bồ Tát, hạnh Thanh Văn, hạnh Duyên Giác, hạnh Tổ gì đó, là cơ hội của chúng ta hiểu biết để phấn đấu, chứ chúng ta chưa có được. Những điều chúng ta coi trong kinh, trong ngữ lục, đó là cái ngộ của Tổ, của Phật, không phải của ta. Nhưng mà cái đó là cái kim chỉ nam để chúng ta hướng tới, cái đó là tu đúng. Đó, cũng như nay nhắc lại đó, trong tâm ta có Phật, nhưng mà cái tâm đó nó hiện ở 10 cảnh giới lận, mình đang ở cảnh giới người. Đó, vậy là mình có so sánh rồi đó. Mình nhìn được, mình so sánh là mình đang ở cảnh giới người ở giữa đó. Bây giờ muốn đi lên trời thì phải giữ thập thiện. Muốn tu thành A-la-hán thì phải tu Pháp Tứ Đế. À, thì đó, có cái bản đồ sẵn rồi. Thì tùy theo chúng ta dấn thân vào cái tâm nào thì chúng ta được cái đó. Không phấn đấu, không có. Như vậy chúng ta mới hình dung ra được cái sự tu ta. Vậy giờ chúng ta đang tu cái gì? Tu pháp nào? Thì cái người nào mà giữ ngũ giới thì cái nhân kiếp sau làm người. Đó là chúng ta hình dung cái vấn đề tu. Mà Đức Phật ngộ đạo đó thì chúng ta mới có được cái ngày hôm nay. Bởi học Phật dễ mà khó, có nhiều người lầm lắm. Người lầm, lầm là tại vì chúng ta không hiểu. Chứ khi hiểu rồi á, nó cũng không thấy nổi khó. À, do đó cái pháp nào các vị học giáo lý, học cho nhiều, học cỡ nào rồi thì các vị cũng phải tu thôi. Học ít nhiều gì cũng phải tu thôi. Cuối cùng phải bắt chân chéo lên ngồi giống như ngồi thiền vậy, vậy thì mới được thôi. Chứ học nhiều thì chỉ học của người ta thôi, của Phật, của Bồ Tát thôi, chứ mình không có gì. Bởi vì đạo Phật là đạo thực nghiệm. Mình thực nghiệm nhiều thì mình mới hạnh phúc nhiều, an lạc nhiều. Còn không thực hành là không có. Còn mình đọc cho 1000 bộ kinh đi nữa thì đó là cái ngộ của Phật, chứ không phải của mình. Mình tu mới được. Vì vậy đó, khi chúng ta hiểu rồi phải tu. Mà tu là cái gì? Tu tức là trong đó có 3 nghiệp thân khẩu ý. Nhưng cái quan trọng là cái ý. Cái ý của mình quan trọng. Do đó đó thì đạo Phật tuy dễ là khó ở điểm đó. Khi mà Đức Phật ngộ đạo và trong 49 năm thuyết pháp đó, là Đức Phật độ vô số hàng đệ tử. Thì chúng ta hôm nay thì không có đọc qua từng cái. Chủ yếu là chúng ta hiểu những cái nét chính của Phật. Vì vậy đó, cả cuộc đời của Đức Phật chúng ta phải thấy hình dung được, từ khi đản sanh cho đến nhập Niết Bàn, chỉ có một cái duy nhất là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Trở lại vấn đề mà khi Đức Phật mà đản sanh, Đức Phật một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, gọi là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đây là cái báo hiệu. Báo hiệu là Đức Phật sẽ chỉ cho chúng sanh thấy cái tánh Phật nơi mỗi chúng sinh. Trên trời dưới trời chỉ có ta là cao nhất. Cái ta này được gọi là cái tánh Phật. Cái ta này được gọi là tự tánh, không có cái gì hơn. Còn một vài chỗ ta nói cái ta này là ngã đó thì không bàn. Đây chỉ nói theo cái ý ở đây, là một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đây là Đức Phật tuyên bố nơi mỗi chúng sinh đều có cái ngã độc tôn, đó là cái tánh Phật.
Và chúng ta hình dung ra đó, có những cái trùng lắp. Đức Phật không đi nhiều bước mà đi 7 bước. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta làm thất những cái người trong đạo Phật là 7. Và chúng ta biết rằng là 7 lần là 49, 49 cũng là ngày Đức Phật ngộ đạo. Phải không ạ? Ngày 49 là ngày Đức Phật ngộ đạo, thành tựu. Vì vậy từ trước khi Đức Phật đản sinh là cái bản hoài, chúng ta phải lấy cái mấu chốt là cái bản hoài chư Phật đó xuống thế gian này là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Cái đó là cái bản hoài. Thì khi mà biểu hiện đầu tiên là ngài sinh ra là một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, cũng biểu hiện là mỗi chúng sinh sẽ có cái tánh Phật duy ngã độc thôi. Và khi Đức Phật ngộ đạo cũng vậy, là thay ta thấy tất cả chúng sinh đều có cái Phật tính, là trước sau chỉ có nhất quán là một thôi. Và trong quá trình đó mà giảng kinh thuyết pháp thì theo phương tiện là mới chỉ ba thừa cho chúng sinh, nhưng mà cuối cùng thì ngài vẫn thị hiện cái Phật tánh, đó là đưa cành hoa sen lên rất là trọn vẹn. Khởi đầu, giữa và cuối cùng đều thể hiện cái tánh Phật, cái chân lý được gọi là Phật pháp. Bây giờ chúng ta dùng từ đó dễ sai lắm nha các vị. Ví dụ mà nói là đi học Phật pháp là sai. Phật pháp không có học, mà học là học giáo lý chứ không có học Phật pháp. Phật pháp là cái pháp bất nhị, Phật pháp là cái pháp chân lý không có học được. Hay nói khác hơn, Phật pháp là cái pháp làm Phật, mà cái pháp làm Phật phải ngộ chứ không có học. Còn chúng ta học đây là học giáo pháp, hay còn gọi là học giáo lý chứ không có học Phật pháp. Nhưng mà bây giờ chúng ta dùng nhiều khi nó cũng chưa chuẩn. Đó là cho chúng ta quen đi, tôi đi học Phật pháp. Đó là thật ra mà nói vậy là sai. Phật pháp không có học, mà học giáo pháp, học giáo lý chứ không có học Phật pháp. Phật pháp là phải ngộ, là cái pháp làm Phật. Cái lớp làm Phật của mình học được rồi thôi, học được làm Phật rồi sướng quá. Do đó đó chúng ta có cái quyền tự hào là cái thời nay, cái cơ hội á của chúng ta là được học cái giáo lý của Phật và có cơ hội để tu. Chứ mà qua rồi thì chúng ta không biết phải làm sao. Trong khi trở lại vấn đề đó, cổ nhân đã cho chúng ta thấy, nếu chúng ta mà không ngộ đạo thì chúng ta phải đi trong luân hồi sinh tử chắc chắn. Nhưng mà thời nay đó, khi mà cả cái hàng ngũ xuất gia cũng như tại gia, ít có ai đặt cái vấn đề đó. Ví dụ khi xuất gia thì để tu, để ngộ đạo phải tự giác với giác tha, vậy thì mấy năm mới ngộ đạo? Ít có ai đặt câu hỏi. Thành ra chúng ta thấy hơi bị mai một chút nếu nhìn thẳng. Chúng ta thấy cái đội ngũ Phật giáo rất lớn, nhưng mà cái hiệu quả như thời trước thì hơi khó. Là cái thời nay thì họ không đặt nặng cái vấn đề giải thoát như ngộ đạo, mà đặt nặng cái khác. Mà cái điều này cũng khó nói, bởi vì cái phương tiện và cái môi trường của chúng ta nó chưa có đặc thù. Ví dụ như ngày xưa là người ta có những cái môi trường chuyên về tu niệm Phật không, thì ai muốn tu niệm Phật cứ vô đó tu. Rồi có chuyên cái cơ sở tu về thiền không, để ai rút vô đó tu để ngộ đạo. Hay là chuyên về niệm trì chú là phải có cơ sở riêng, chuyên biệt, thì lúc đó có nhiều sản sinh ra nhiều bậc thánh, nhiều người ngộ đạo. Còn của mình đây thì đô thị hơi khó, tiếp viên nhiều quá. Còn hàng Phật tử cũng vậy, bây giờ chúng ta đối mặt với cuộc đời này quá lớn, nhiều việc quá. Rồi chúng ta tu thì tu cầu may thôi, kiếp sau cho đừng có đọa là quý rồi, thật sự vậy. Còn mà cái ngôi tổ hay là cái ngôi Bồ Tát gì đó chắc của ai chứ không phải của mình.
mình không có đủ tự tin. Thật sự vậy. Gán làm được chút chút gì đó cho nó đỡ, chứ thôi chết bị đọ. Chỉ vậy thôi. Mà phải vậy. Mà trong khi các vị biết là cái chết nó cận kề thiệt, mà chúng ta không có lo. Đó là cái bệnh lớn của ta. Vì vậy đó, tu dễ mà khó. Khó một cái điểm là gì? Là cái đạo Phật đi ngược lại với dòng đời. Cuộc đời này người ta cần gì? Phấn đấu cho có được nhiều tài, nhiều sắc, nhiều danh, đúng không? Ăn cho nhiều. Cái đó là cái hấp dẫn của cuộc đời. Cái đó là cái miếng mồi ngon. Mà tu kêu mình bỏ mấy cái đó thì nó buồn chết luôn. Nó khó tu lắm. Tu là khó nhất. Nó đi ngược lại. Mà các vị biết là cái gì cũng có cái giá của nó. Mình không ấy thì không có. Vậy. Mà nói thiệt các vị ơi, chết tới khổ lắm á. Khổ lắm. Bây giờ á, người ta nói trong cái những cái mảng sách kia đó, khi người ta chết á thì cuộc đời họ quay lại như cái cuộn phim vậy đó. Phải không? Mà các vị không, cả đời mình quay lại chừng phút là hết rồi, hết cả đời mình luôn. Thì bây giờ các vị nghĩ đi, ngẫm lại cái cuộn phim của mình đó, của đời mình hồi đó giờ đẹp không? Mình là diễn viên đó. Giờ quay trước đi. Quay trước để coi cái chỗ nào nó chưa sắc nét, mình chỉnh lại nó mới kịp. Chứ đợi mà thở hơi lên hơi xuống thì chỉnh đâu có kịp. Bây giờ các vị coi lại coi từ hồi đó đến giờ đó là mình diễn làm sao. Nếu mà mình coi mình đóng hay quá thì mình in nó ra, mình sang đĩa cho người ta coi. Không thiệt chứ. Dám không? Sao kỳ vậy, không dám. Do đó cái người có trí thì không cần đợi lúc đó. Không cần đợi lúc đó. Mà bây giờ mình phải coi trước. Mình lấy cái gương ra mình coi trước, để mình kịp mình chỉnh. Mà ai chỉnh cho mình bây giờ? Mình chỉnh cho mình chứ không ai chỉnh cho mình. Mình coi đi rồi mình mắc cỡ chết luôn. Không? Mà có mắc cỡ tu mới được. Gọi là hổ thẹn. Ai có hổ thẹn là người đó tu được. Mà các vị nghĩ đâu phải nói chơi đâu. Những điều mình diễn đó có mất không? Có mất không? Không. Những cái điều mà mình làm từ khi mình sanh ra cho đến ngày hôm nay nó còn y nguyên. Nó không có mất. Thành ra mình coi trước mình chỉnh đi, chứ không chỉnh nó y vậy đó. Nó y vậy mà nó không có mất được. Nhân quả nó có mất. Thành ra mình khéo. Mình khéo mình chỉnh lẹ lên để người ta phát hiện. Người ta phát hiện là nguy hiểm. Mà Diêm Vương mà phát hiện là chết. Là ông cho một cú là vô địa ngục liền. Vì vậy đó, cái người tu đó là mình phải thường quán xét lại để mình còn kịp thời. Cái đó là mình cứu mình đó. Cứu mình. Phải lo biết lo xa. Mà đạo Phật đó là hay cái điểm đó đó. Là tinh thần nhân bản rất cao. Cái người nào cực khổ nhiều, tu nhiều chừng nào là người đó hưởng à? Không ai giật được đó. Hay vậy. Dù anh là ông vua, anh nó có quyền quy gì thì đó là chuyện của anh. Mà mình tu là họ không có giật được cái mình. Quyền thế họ cũng không có giật được cái đó. Rất tự tin đó. Rất nhân bản, bình đẳng nơi mọi người. Thành ra cái người nào mình nghèo rồi, mình cứ tích lũy cái công đức mình tu đi, thì sau này mình ngon thôi. Mình có quyền tự hào đó. Do đó đó, cái chúng ta đó, tu không phải gì là khó. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta nhận thức từng bước, rồi từng đó chúng ta mới chỉnh lại cuộc sống của ta. Ví dụ như là chúng ta có tam bảo ở nhà, chúng ta có cái thời gian công phu. Như hồi cái bữa trước có nói, thân ta cái cũng cần có cái chất liệu để ăn, để sống. Thì tâm ta cũng cần phải sống. Thì vừa vật chất vừa tinh thần, đó là trọn vẹn. Cái thân ta ăn ngày chút chút thì bây giờ mới lớn tới như thế này. Thì cái tâm linh của chúng ta tu ngày chút chút thì nó mới tiến lên. Thì chúng ta nhìn cái bản đồ là chúng ta đang ở mức giữa rồi đó. Là kiếp người.
kiếp người rồi, là tu nhiều rồi. Mà bây giờ các vị giữ ngũ giới nữa là cái nhân người nó còn. Nhưng mà chúng ta giữ giới không sát sanh mà còn phóng sinh là kiếp sau làm người được trường thọ. Không trộm cắp mà chúng ta còn bố thí thì kiếp sau thì được làm người mà lại giàu sang. À, chúng ta không phá gia trang hạnh phúc của ta mà chúng ta phiên người ta sống đoàn tụ hạnh phúc thì gia đình chúng ta hạnh phúc sau này. Chúng ta không nói dối, nói lời chân thật thì kiếp sau chúng ta làm vua làm quan nói ai cũng nghe. Vân vân, nó không có khó. Nhưng mà một cái điều khó, khó là chúng ta phải cố gắng khắc phục những cái đam mê xấu của ta, đó là khó nhất. Mình nói là nói cái miệng vậy thôi, khi tu vô mới thấy. Các vị vướng cái gì thôi là không có gỡ ra nổi. Rồi mình tưởng người này không biết, người kia không biết, rồi cứ vậy mình làm. Nhưng đã nói rồi, mình là diễn viên, nó không có mất. Do đó có khi chúng ta lừa được anh của mình, lừa được chồng của mình, lừa được vợ của mình, hay là mẹ mình, cha mình, nhưng mình không có lừa được nhân quả. Mà mình ý là đâu có ai thấy. Nhưng mà chỗ nào ta cũng có đặt camera hết trơn á. Thiệt á, không có chỗ nào sót đó. Thành ra chúng ta phải lưu ý điều này. Khi mà chúng ta làm cái điều gì quấy, điều gì sai á, phải cẩn thận. À quên ha, camera nó đặt tùm lum nè. Thành ra làm cho cẩn thận chút xíu, kín đáo một tí, chứ không có mất được. Mà chúng ta cứ ỷ lại như vậy. Mà chính vì ỷ lại như vậy, khi cái nghiệp đó đến rồi chúng ta đỡ không nổi. Đó là khổ. Vì vậy cái người tu khó ở điểm là chúng ta khắc phục những cái điều xấu, điểm xấu của ta trước, của thân khẩu ý. Dễ mà khó. Rồi chúng ta tập bố thí đó. Vì vậy đó, khi mà Đức Phật đó, sắp nhập diệt thì Ngài chỉ để cho chúng ta một cái bài học lớn khi Ngài A Nan hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, khi Thế Tôn mà nhập diệt rồi, chúng con phải nương tựa vào đâu để sống? Thì Đức Phật đã xác định một cái yếu điểm quan trọng nhất cho hàng đệ tử Phật là các con hãy nương vào Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy để dẫn dắt chúng con. Ba La Đề Mộc Xoa tức là giới lực. Như vậy cái thời nay cái người nào mà giữ giới tức là chúng ta gần với Phật. Mà khi chúng ta nghe cái giới là chúng ta sợ, bởi vì chúng ta hay phạm giới. Cái người nào hay phạm giới thế giới sợ dữ lắm. Chúng ta nghe thế giới là sợ. Nhưng mà các vị đừng có lo, chính cái giới đó nó sẽ nâng cái cảnh giới chúng ta lên. Cái người giữ năm giới thì được cõi người, mà giữ 10 giới thì được cõi trời. Chính cái giới này nó nâng cấp sự giải thoát của ta. Cái người giữ 250 giới là tỳ kheo ni, 348 giới là được cái quả vị A-la-hán. Giới nó quyết định cái sự giải thoát của ta, chứ không phải không đâu. Thành ra chúng ta phải cố gắng mà tôn trọng và thực hành. Ít thì chúng ta hưởng ít, nhiều chúng ta hưởng nhiều. Nhưng mà không thể chạy khỏi được. Nó hay chỗ đó. Mà bởi vì con người ta sợ, tại vì mình hay phạm lỗi lắm à, hay phạm lỗi. Còn cái người nào mà tôn trọng, hễ Phật Pháp còn, giới lực còn là Phật Pháp còn. Đức Phật xác định rất là rõ ràng cái chỗ đó. Hễ mà Đạo Phật còn, còn người giữ giới là Đạo Phật còn, còn không còn giữ giới là Đạo Phật mất. Thì nghe tới giới là chúng ta sợ lắm, thiệt tình là sợ. Bởi vì mình dễ phạm lỗi quá chứ không gì chứ. Mà cái người nào mà cố gắng giữ nghe, là quỷ thần cũng tôn kính ta. Gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Hay lắm. Khi mà cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi trong tứ quan nghi rồi đó, các vị ông các hộ pháp bảo hộ ta. Bởi vì cái hình tướng này, cái dốc dáng này là của bậc thánh trong tương lai. Quan trọng lắm. Ví dụ như các vị mà ngồi thiền, thấy không? Phàm phu thiệt á. Nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền rồi đó, là các vị được Long Thiên hộ pháp rồi bảo hộ các vị rất lớn. Bởi vì chúng ta còn là phàm phu, nhưng mà cái thế ngồi của ta là cái ngồi của Phật, của Tổ.
Mà cái thế ngồi đó là phải được tôn kính, dù không phải thật. Chúng ta là phàm phu mà chúng ta tập ngồi thiền thì phải được Long Thiên Hộ Pháp bảo hộ. Ví dụ như giờ chúng ta thấy Đức Phật ngồi trên đó thì chúng ta biết bằng xi măng đâu đâu có thật. Đức Phật ngồi đó không có thật, nhưng mà đâu ai lấy búa đâu dám đập đó. Mặc dù chúng ta thấy tượng Phật đó không phải thật, nhưng mà đó là biểu tượng của Phật thì chúng ta không dám đụng tới, không dám đụng tới. Mặc dù giả nhưng mà đó là biểu tượng của Phật. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền đó, ta chưa phải là Phật nhưng mà cái ngồi đó là của Phật thì người khác cũng không dám. Ví dụ các vị ngồi ở đây đi, chính điện mà có người nào ngồi thiền đi, nếu mà chúng ta lỡ đi vô tham quan á, chúng ta đang nói chuyện á, thì chúng ta cũng khẽ, hoặc con nít đó là nó phá chúng ta cũng đuổi đó, để cho người ta thú, thấy không? Thì quỷ thần cũng vậy đó. Người sao thì quỷ thần cũng vậy. Quỷ thần thấy cái người nào ngồi đó là tự động nó bảo hộ người đó, không dám đụng tới. Mặc dù biết là người đó chưa có thành Phật thành thánh gì chứ, mà người sống cũng như người chết cũng như Long Thiên Hộ Pháp đều phải bảo hộ cái thân tướng đó, bởi vì đó là cái hình thức sau này thành Phật và thành tổ. Vì vậy chúng ta là người tu đó, chúng ta tập, ở nhà chúng ta có tam bảo, chúng ta tập ngồi dù là bán già hay là kiết già, chúng ta phải tập. Tại vì cái thế ngồi đó là của mười phương chư Phật đã chọn. Trong tứ quay nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, thì cái thế ngồi là thù thắng nhất. Trong các thế ngồi là thế ngồi hoa sen hay gọi là kiết già là thế ngồi đẹp nhất. Do đó khi mà chúng ta thấy Đức Phật mà thành tựu đạo quả là Đức Phật ngồi kiết già. Cái ngồi kiết già đó tức là hai chân bắt chéo lên với nhau, người ta gọi là kim cang tọa. Thành ra Đức Phật ngồi trên tòa kim cang, đó là theo tinh thần nhà thiền. Còn chúng ta thấy hoa sen là biểu hiện cái tính của hoa sen là không nhiễm bùn thôi, đó là chúng ta đặt cách, chứ không phải Đức Phật. Đức Phật không có ngồi hoa sen, mà chúng ta bây giờ thờ ngồi hoa sen là tại vì đặt cách là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi thanh mùi bùn. Còn Đức Phật ngồi kiết già thì chúng ta dễ nhớ, nhớ luôn gọi là kim cang tọa, tức là ngồi trên tòa kim cang, đó là thấy bát già, kiết già. Còn mà chân trái để chân phải được gọi là kiết tường tọa, đó là bán già. Còn chân phải mà để lên chân trái được gọi là hàng ma tọa. Thì ba cái thế ngồi thông dụng nhất của đạo Phật. Thì trong trong các cái thế đi đứng nằm ngồi, ngồi là dễ đi vô định nhất, là bởi vì khi cái thân của chúng ta không lay động đó thì cái tâm chúng ta dễ định. Còn chúng ta đi á, đi thì cái thân động thì tâm nó dễ động, còn đứng lâu thì nó mỏi, còn nằm thì bị ngủ. Vì vậy là ngồi là cái thế thù thắng nhất. Vì vậy đó mười phương chư Phật mới chọn cái thế ngồi là thù thắng. Vì vậy đó chúng ta ngày nay là Phật tử thì chúng ta phải học theo những cái hạnh đó từ từ. Chúng ta thắp nhang, tụng kinh, niệm Phật thì chú gì đó chúng ta cũng tập ngồi được kiết già thì tốt. Kiết già xong mỏi quá chúng ta bỏ ra bán già, không sao cả, chúng ta tập từ từ. Mà các vị biết không, mỗi cái động tác của ta đều được ghi ảnh lại hết, không có mất, nhớ vậy đó, được ghi lại hết. Thành ra cái người nào mà chịu khó chỉnh chu lại đó, cái thân, cái khẩu, cái ý ta, là cái người đó là cái người khôn. Bởi vì không có lừa nhân quả được. Bởi vì cái gì chúng ta diễn xuất ra là nó sẽ lặp lại, gọi là nghiệp. Do đó cái thân tướng của chúng ta ngày hôm nay là do thân khẩu ý của nhiều kiếp quá khứ nó tạo nên, chứ không ai hết. Ở đây trên lớp chúng ta bao nhiêu người đây thì gương mặt khác nhau là bởi vì chúng ta tạo nghiệp khác nhau. Do đó thì ta hỏi tại sao có sự sai khác, đó là tại vì thân khẩu ý của nhiều kiếp chúng ta đã tạo nên cái thân này, chứ không gì chứ. Mà các vị biết không, cái người nào mà tu nhiều á là thù thắng vô cùng. Càng về già càng thông minh, càng thông minh. Còn cái người không tu càng về nhà là càng quên, càng lẫn. Kỳ lạ chứ.
Do đó những người lớn tuổi á, mà tu nhiều á, là về già càng thông minh. Còn không tu là quên lẫn. Mà các vị biết quên lẫn thì không còn là mình nữa. Vì vậy đó, người đạo Phật mà ai tu nhiều là hưởng nhiều à, chắc chắn như vậy. Nhưng mà phải khó nghe các vị, khó lắm. Thì hôm nay nào hay thì sinh hoạt với cái đề tài là lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ thành đạo đến Niết Bàn. Thực ra nãy giờ nói vòng vòng, chỉ nhấn vào vài điểm chính thôi. Là xin thưa, tại vì chưa đủ thời gian để mà chắt lọc lại. Thì chắt lọc lại thì nó cũng giống như chúng ta kể chuyện thôi. Đã nói lược sử mà, như kể chuyện vậy. Thì kể chuyện thì cũng không hấp dẫn lắm à. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ học cái đó để có bài, để cái khi thi á, thì cũng có. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta học ở Đức Phật. Đức Phật dạy chúng ta điều gì và lưu ý chúng ta điều gì để thoát khổ, cái đó là chính. Bởi vì tất cả những điều Phật nói hay là Phật làm thì Phật hưởng, còn chúng ta là hưởng ké thôi, thấy không? Hưởng ké là chúng ta phải thực hành cho được thì mới được. Còn chúng ta nghe không thì chỉ giải trí thôi, chứ chưa được giải thoát. Không? Phải tu nữa mới giải thoát. À. Thì hôm nay thôi, chúng ta xin được ngừng tại đây ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trước khi nghỉ đó thì các vị nào có cần câu hỏi gì thì hỏi, còn mấy thì chúng ta nghỉ. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện hồng Phật đạo vô thượng, thệ nguyện